sướng. Anh học đi chơi vui của đây có gì vui không? Có phải tôi sang một đêm nhá. Chắc có. Ừ, 3 phút nữa. Ừ, ok. Anh muốn xem gì không? Để xem. Ừ. Xem gì? Này Hà có xem Black Vice không bao giờ? À, xem trận thi đấu của Refund Gaming đi. À, Refund Gaming của PUBG. Đâu, Refund Gaming này. Ờ. Refund. Xem mấy cái clip mà trận dài ấy. Xuống. Đấy, đây, đây, đây. Đây. Ờ. À, refund của anh Độ à? Ờ. Đủ mà. Nào, xem anh Độ nhỉ. Đây là Liên Minh, đây là PUBG PC mà. Ờ. Là máy mũi bị nhìn ngó. Mày căn này. Đó là refund kìa. Đúng. Từ thứ tư thứ bốn trở lên. À, gam này. Gam cái gam này. Gam của Liên Minh điện thoại này. Gam. Gam tham bring the hit. Bên Free Fire nó cũng có ấy. Gam á. Không, bên Free Fire nó cũng có refund nhỉ. Thôi ok. À, gam này. Gam eSports này. Gam của Liên Minh này. Gam tham bring the hit. Nhưng tiếc là ở đây không có Xbox. Chẳng nhớ. Giống như anh em nhớ quá. Này, tao bình tĩnh. Rất gan này. Té. Té. Ơ gan của Việt Nam này. Việt Nam này. Vì phân gam. Gam nữa là vì phân ở Việt Nam đúng không? Ờ. Gam eSports của mình. Có súng phát tới lưng. Mở cửa vào phát. Chém. Gáy. Gam của anh hiện nay. Để chế gam. Chúng ta chơi trên máy tính là sướng hơn.